thiệu đến mọi người một bếp kính âm đến từ thương hiệu Maroka nha. Thì mọi người có thể thấy thì trước mặt Vân đây, đây là bếp kính âm có mã số đó là MIR593, bếp kính âm 2 từ 1 điện đến từ thương hiệu Maroka. Mọi người có thể thấy thì bếp được làm âm, thiết kế âm rất là đẹp và có màu đen. Thì phía dưới này thì sẽ là bảng điều khiển rất là đơn giản, được làm bằng cảm ứng hết, rất là nhạy luôn, gồm 2 từ 1 điện, cho nên là chúng ta khi mà sử dụng thì cũng sẽ không có sợ là trường hợp là dùng bếp từ có bị kén nồi hay không, vì chúng ta còn có thêm một bếp điện có thể sử dụng mọi loại nồi khác nhau, rất tuyệt vời. Và để có thể biết thêm những thông tin chi tiết và sản phẩm, mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nha. Mọi người cũng đừng quên like, subscribe cho kênh siêu thị của mình, xin kính chào tạm biệt, và bây giờ thì xin hẹn gặp lại video xong, chào tạm biệt.